Sở Giáo dục Đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động hè tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tùy vào điều kiện thực tế, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, các cơ sở giáo dục mầm non báo cáo về Phòng Giáo dục Đào tạo đề nghị được tổ chức dạy hè. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè tại các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giáo dục các kỹ năng cho trẻ phải được tổ chức theo quy định, tuyệt đối không chạy trước chương trình. Nhà trường phải có biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi và giáo dục các kỹ năng cần thiết cho trẻ và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ sở trong hè phù hợp với điều kiện thực tế, nguyện vọng của phụ huynh.